Chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của Nắng Solar. Hôm nay mình có đi một combo hai rig cao cấp, máy Invector mã LXP5K và hai cục pin lưu trữ lithium SVE về cho anh Tuấn ở Đông Hà, Quảng Trị. Thì em cũng gửi lời cảm ơn chân thành để anh Tuấn đã tin tưởng và ủng hộ công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp điện công nghiệp năng lượng Binh Bang, đã tin tưởng chúng em đã lấy combo hai rig về lắp đặt ở gia đình. Thì như ở đây là một cái combo hai rig em setup quá trình đấu nối sẵn để về anh Tuấn tự làm một setup đúng theo cái kích thước về không gian của nhà anh để anh tự lắp tự làm. Trong quá trình lắp làm thì bên em sẽ support hỗ trợ hướng dẫn anh để thực hiện nhanh nhất và hoàn thiện tốt nhất. Rồi em xin cảm ơn anh. Rồi bây giờ mọi người hãy theo mình xem quá trình lắp đặt và chút nữa lắp xong mình sẽ quay chi tiết hơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi thì từ nãy giờ mình đã lắp đặt xong rồi, thì bây giờ mời mọi người xem qua hệ thống mình đấu nối. Thì như ở trên đây thì em đã setup sẵn một cái combo hai rig để anh Tuấn về nhà anh treo lên và mình tự lắp đặt một cách đơn giản và dễ nhất. Đó, những cái phần nào em làm được thì em sẽ hỗ trợ em làm trước cho anh. Đó, thì anh Tuấn có gửi em là cái không gian của anh có cái nhu cầu lắp các cái thiết bị như này, bao gồm hai SVE và một cái máy lắc power. Đó, thì cái không gian lắp nhà anh á, không gian lắp nhà anh thì nó có như đây thôi. Thì em sắp xếp trước, chờ dây sẵn, bấm cốt tất cả và chờ các sợi dây nào vào sợi dây đó. Và anh Tuấn chỉ việc treo lên tường, và cái kích thước anh treo lên tường máy và pin lưu trữ thì nó sẽ bằng với kích thước cái không gian treo máy và pin lưu trữ ở nhà anh hiện tại. Đó, như cái kích thước anh gửi cho em và em setup cho anh như này và anh đã ok rồi. Đó, đây nha anh Tuấn. Thì bây giờ em cũng quay lên để giới thiệu đến anh em. Đó, thì như ở đây là một cái máy lắc power nắp bản 5kW hai rig bản phổ thông đó, và đây là hai cục pin lưu trữ SVE đó. Em cũng xin dài dòng hơn một chút nữa. Hai rig, có một số anh em hay hỏi em hai rig là gì, thì em có giải thích ở những cái video lần trước rồi. Hai rig là nó máy sẽ lấy ba nguồn nuôi tải sử dụng. Đầu tiên là nguồn từ tấm pin năng lượng mặt trời này đó, thứ hai là nguồn pin lưu trữ này, thứ ba là nguồn điện lưới, xong để mình nuôi cái tải sử dụng đó. Nuôi ra cái tải sử dụng thì cái tải sử dụng nó sẽ lấy ba nguồn đó: tấm pin năng lượng mặt trời, pin lưu trữ và nguồn điện lưới. Thì cái nguồn điện ưu tiên tải sử dụng của mình là nguồn điện từ tấm pin năng lượng mặt trời ra tải sử dụng của mình, thừa thì sẽ sạc vào pin lưu trữ ở đây đó. Thay vì ngày xưa mình bán được điện lên lưới điện EVN đúng không, thì bây giờ EVN không mua điện nữa thì máy sẽ bán được tải sử dụng của mình, tấm pin năng lượng nuôi tải sử dụng, lượng điện thừa ngày trước bán được thì bây giờ mình không bán được nữa, thì mình sạc vào cái cục pin lưu trữ này, mình để mình xả ra vào ban đêm khi không có điện. Ban đêm khi hết nắng mình sẽ xả ra, tận dụng lượng điện dư ban ngày sạc bình và mình sẽ xả ra vào ban đêm đó. Với máy lắc power này thì mình có thể cài đặt được dòng xả, ngưỡng xả, dòng cắt và ngưỡng cắt đó, để mình cài đặt sạc xả ở trên các cái cục pin lưu trữ ở đây. Như ở đây hai cục pin này nó sẽ lưu được hơn 10kW điện nha mọi người đó, hơn 10kW điện với hai cục pin này. Máy lắc power phiên bản 5kW cao cấp, bảo hành 5 năm IP65, đầu vào PV mắc được 8kW giờ pin năng lượng mặt trời. 8kW giờ pin năng lượng mặt trời thì sẽ cho chúng ta thu được cái công suất điện nhiều hơn, và mình sẽ lưu được vào nhiều pack pin năng lượng mặt trời hơn. Thế như ở đây anh mình có thể lưu được 4 đến 5 pack pin năng lượng mặt trời tùy theo cái công suất tải sử dụng ban đêm của mình sử dụng, và mình sẽ lựa chọn dung lượng lưu ban ngày thừa nhiều và mình sẽ lưu vào bình và mình xả nó vào ban đêm đó. Cái này là mình cân đối tải giữa ngày và đêm, có nhà thì ban đêm dùng ít thì mình sẽ lắp một pack, có nhà dùng nhiều hai pack, hơn nữa 3-4-5 pack đó. Đó thì mình cân đối sử dụng tải ban ngày và ban đêm nha mọi người. Thì em cũng đã có những cái video mà chia sẻ đến anh em cái cách lựa chọn thiết bị ở kênh YouTube của em, thì em sẽ để cái link mô tả ở dưới đó. Với cái combo như thế này thì em cũng đã chia sẻ ở một số cái video trước rồi, thì em cũng sẽ để lại link combo lắp đặt hoàn thiện với những combo trước em đã bán ra. Đó, thì cái combo như ở đây thì nhà anh ấy đã lắp một cái máy hòa lưới rồi, bây giờ anh ấy dùng chắn hòa lưới rồi. Anh ấy lên combo hai rig. Lên combo hai rig thì bây giờ anh tháo máy hòa lưới 5kW của anh ấy ra. Thì anh em nào có nhu cầu cần đến máy hòa lưới 5kW thì có thể inbox mình sẽ cho info trực tiếp của anh Tuấn
và các bạn làm việc trực tiếp với anh ấy đó, để anh thanh lý cái máy 5kW đó đi, rồi thanh lý là máy 5kW. Máy đó, máy hòa lưới 5kW INVT nha mọi người. Đó, bây giờ anh tháo máy đó ra và anh sẽ lên cái con lắc power này, thêm hai cục pin lưu trữ, tận dụng dàn pin, tấm pin năng lượng mặt trời cũ của anh, và anh sẽ lắp vào cái máy này, máy lắc power này để anh ấy chạy. Và bây giờ đến cái phần đầu nối chi tiết thì bây giờ mình cũng em sẽ nói qua với anh Tuấn xem nhé, và các bạn cùng xem và tham khảo đó. Thì như ở đây thì về phía cái phần bình lưu trữ battery ở đây thì mình sẽ đầu nối tiếp hai bình lại với nhau, song song lại với nhau như thế này đó, hai bình lại với nhau song song như này, cực dương và cực dương và âm đó. Thì cái này em đã bấm cốt sẵn hết rồi nha mọi người, bấm cốt sẵn hết rồi, em đã có bảo hành, dán tem bảo hành của công ty vào đây rồi, dán tem bảo hành 5 năm này từ tháng 9 này đó, tất cả vật tư xuất đi đều có tem bảo hành hết nha anh em. Và đồng thời khi hệ thống máy chạy, lắc power chạy thì sẽ lưu cái phần mềm ngày kích hoạt chạy của máy trên hệ thống, thì lúc đó mới tính là ngày bảo hành đó. Thì bây giờ em vẫn dán những cái tem bảo hành trước ở đây trong khoảng trong cái tháng nào đấy, nhưng mà bảo hành chính thức là từ khi máy hoạt động đó. Ví dụ anh em lấy về anh em chưa lắp thì cũng vẫn chưa tính bảo hành nha. Khi nào lắp, mình lắp bắt đầu chạy thì lúc đấy mới tính bảo hành. Rồi. Rồi cái phần lắp đặt ở đây, cái phần battery ở đây, hai sợi dây này mình đấu song 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 lại với nhau, dương với dương, âm và âm. Rồi. Và tiếp theo mình lấy cái cực dương ở đây, mình sẽ đi kèm lên đây, và cực âm của máy bên đầu cục pin bên này mình sẽ cầu lên trên đây. Cầu lên trên đây. Đó, thì có cặp dây này, thì đây là cùng cái tủ điện mình setup sẵn rồi. Nhưng mà hiện tại anh ấy không có lấy cái tủ điện của mình, tại vì anh ấy tận dụng lại cái tủ điện cũ, những cái thiết bị của máy 5kW hòa lưới 5kg. Còn cái nào thì mình sẽ tư vấn anh lấy thêm những cái gì thì cần lấy để giảm cái chi phí đi. Đó, thì như ở đây mình làm cái tủ mẫu nhưng thực ra thì anh ấy không có lấy. Rồi, thì đây là những cái thiết bị anh ấy lấy đây. ATS này, CBAC này, để thêm cho trọn vẹn một cái cấu hình tủ như thế này. Mà hiện tại cái tủ sẵn của máy hòa lưới 5kg kia nó đã có những cái thiết bị sẵn rồi, bây giờ mình chỉ cấu hình thêm những thiết bị này vào để cho kết hợp, cho hoàn thiện cho cái hệ thống điều khiển tủ ATS như cái tủ ở trên này mình đang để ở đây đó. Bây giờ mình những thiết bị này anh ấy mua thêm để về lắp vào cái tủ máy hòa lưới, cần bổ sung thêm thiết bị này cho máy hybrid ở đây. Thì bây giờ mình sẽ nói qua luôn ở cái phần đầu nối vào trong này để anh Tuấn dễ hình dung và anh hiểu, và các bạn cũng xem để hiểu. Mặc dù mình nói lại nhưng mà mình cũng đã có những video làm rồi thì làm lại một lần nữa đó. Thì bây giờ cái đầu phía dây đi lên đây, từ hai đầu bình đi lên đây, mình sẽ đấu vào cái đầu cực dương và dương ở trên CBDC của 125A ở trên đây. CBDC bình thì mình dùng 125A nha mọi người đó. Rồi cái đầu ra đây, đầu ra ở đây mình đã đấu ở trên battery sẵn cho anh rồi, bấm cốt đầu sẵn chặt rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào đây, tiếp tục như này, dây dương vào đây và dây âm vào đây đó, mình đấu đầu trên vào đây, vào đây, dây dương vào đây, dương vào đây và âm vào đây đó, mình tuốt dây ra mình đấu vào. Rồi cái pi ghi ở đây thì mình để chờ sẵn, mình mở nút pi ghi ra thì mình luôn vào, anh em nào cần tủ thì mình làm sẵn ra như thế này. Rồi đấy là phần battery. Rồi khi đầu nối phần battery xong thì cái phần cáp giao tiếp ở đây thì cục hai cục pin, thì một cục pin chính là cục master thì mình sẽ gạt cái nút ID số 4 lên, và cục phụ thì mình sẽ gạt tất cả nút ID lên và mình gạt nút ID số 3 xuống đó. À đâu, chỗ đây tất cả mình gạt xuống này, một cục mình gạt lên này đó, nút ID số 3 mình gạt lên này, nút ID số 4 mình gạt lên này đó. Rồi tiếp theo cái hai cục đây, cục ba, cái dây parallel ở đây thì mình sẽ dây parallel số 1 đây, mình sẽ parallel với dây parallel số 2 ở đây đó. Rồi cái cổng cái bình chính, gọi là bình chính master đi, một dây bát 4.5 thì mình sẽ gắn là cổng red 4.5 ở trên pin lưu trữ. Rồi tiếp theo mình sẽ gắn lên cục lên CT meter ở đây, đây là sai rồi, ở đây mình sẽ gắn vào cổng RS 485 này đó, RS 485 này trên inverter này đó, để kết nối giao tiếp với pin. Rồi tiếp theo là
dây PV 2 PV 20 PVT cho 2 PV ở đây mình sẽ đã đấu nối sẵn rồi, chờ sẵn dây cho anh rồi. Bây giờ hai dây đây mình sẽ kéo ra đây. Đâu rồi? Đây PV1 này, PV2 này. Cái này mình chờ sẵn dây mọi người thấy không ạ? PV1 này cộng này, PV2 cộng này. Đó. Đó. Đó, rồi anh em về anh em đấu ra phía đầu ra ở đây. Đầu ra ở đây. Phía đầu ra này. Phía đầu ra PV1 này. Đây là PV dàn PV1 đúng không? Thì anh em đấu vào dàn PV1 này. Đó, dương ở đây, âm ở đây. PV2 thì đấu tiếp tục như vậy, âm ở đây, dương ở đây. Đó. Rồi còn phía PV đầu vào thì từ dàn pin mình kéo xuống. PV1 thì vào đây, 7 tấm 7 8 tấm đấu tiếp thì đó, mình sẽ đấu vào đây. Dương ở đây, âm ở đây. Switching 2 cũng vậy, switching 2 của thủ pin 2 cũng vậy, dương ở đây, âm ở đây. Rồi. Thế là xong phía PV. Rồi còn phía kết nối phía ăn lưới vào. Lưới vào thì mình sẽ kết nối ở đây. Lưới vào này. AC input cái lưới điện tổng nhà mình vào, mình sẽ đấu vào đây nhá. AC input đấu lưới điện tổng vào đây, AC in LN này. Đó, còn phía đầu ra thì mình sẽ đấu vào phía grid là lưới này, mình sẽ thể hiện là lưới ở đây này. Thể hiện là lưới ở đây này. Đó. Grid L này, grid L này. L này, đó mình sẽ đấu vào đây, L mình đấu vào đây. Và N mình sẽ đấu vào đây. Đó, rồi anh đấu ở đây cho em. Rồi. Còn phía FPS này. FPS này. Đấu vào đây thì cái phía đầu vào AC in đấu vào đây này. Phía đi ra thì mình sẽ cầu song song lên cổng A ở đây, và đồng thời cổng A mình sẽ cầu với cổng grid vào máy đúng chân L và N. Đó. Rồi. Tiếp theo cái cổng EPS dự phòng. EPS dự phòng ở trên đây. EPS dự phòng ở trên đây này, mình sẽ lấy chân EPS dự phòng trên đây, mình đã chờ xong dây rồi, đầu nối vào cái sắc kết nối nhanh trên máy rồi. Mình sẽ đấu vào đây nha mọi người. Mình sẽ đấu vào chân EPS vào đây. Đó, mình sẽ để sẵn LN này. EPS L này, EPS N này, mình đấu vào. Đó. Đấu vào rồi sau cái đầu ra đây này. Cái đầu ra đây mình sẽ đấu vào chân B ở đây. Cầu song song sang chân ATS-B ở đây. Đó. Đó. Khi nó sẽ ưu tiên nguồn A thông ra tải. Tải ở dưới đây. Lót. Mình đấu tất cả tải xuống ra cổng lót ở đây. Nó sẽ nguồn A thông ra tải sử dụng. Đó. Khi nguồn A mất lưới. Nguồn A này, lưới này, mất lưới này. Lúc đấy thì nguồn A sẽ mất điện. Và đấy nó sẽ tự động chuyển. Nó sẽ nhảy xuống cái nguồn B. Nguồn B trực tiếp thông ra tải ở đây. Nguồn B trực tiếp thông ra tải ở đây. Nguồn B là nguồn dự phòng. Nguồn dự phòng luôn luôn phải có điện. Và ATS sẽ nhảy chuyển máy không dây sang nguồn B để dự phòng và nuôi tải sử dụng, nhà mình đảm bảo không bao giờ bị mất điện. Họ những lúc khi mất lưới. Rồi. Rồi cơ bản là như thế vậy. Ở đây có cái chân có cái dây te nối đất ở đây này, thì anh em kết nối dây tiếp điện vào nhá. Trong phụ kiện đã có cái dây nối tiếp điện rồi. Đó, dây tiếp điện ở đây. Đó. Chúng ta có thể kết nối sang dây te ở trên chống xét ở đây, và mình cầu một sợi đi ra ra cọc tiếp địa chống xét. Rồi. Rồi còn ở đây cục CT meter. À, cục CT. Cục cảm biến dòng để mình bóc ra. Cục cảm biến dòng ở đây thì anh em cắm vào chân CT meter trên máy inverter, và đồng thời kẹp vào pha lửa phía lưới điện đi vào, pha L phía lưới điện đi vào theo chiều dòng điện đi vào. Thì mình sẽ làm mẫu luôn này. Đó, mình sẽ cắm vào chân CT meter ở đây. Rồi. Đây nó dây này dài đến 5 mét thôi nha mọi người, nên là rất là thoải mái. Mình sẽ kết nối vào đây. Kết nối vào đây. Đó, phía tủ điện này. Mình sẽ kết nối phía đầu lưới vào. Lưới vào trên cái CB AC input pha L ở đây. Đó. AC input pha L nhá. Pha L đi vào thì mình sẽ kẹp đâu đây? Đây là mũi tên gì đây? Đây nó có cái chiều mũi tên đi vào nha anh em. Anh em sẽ kẹp ở phía bên trên này, ở phía ngoài này. Luôn dây điện vô, nguồn lên dây điện vào đây. Và pha L ở đây đúng không? Đó. Sau mình sẽ kẹp vào pha L ở đây. Kéo pha L luôn vào cái lỗ này. Mỗi pha L nha mọi người, pha N thì mình không có luôn. Đó, theo chiều dòng điện đi vào. Đó, theo chiều dòng điện này. Đó, vậy là xong. Rồi khi mọi người
đầu nối xong thì mọi người sẽ tiến hành những bước cài đặt wifi, thì mình sẽ để luôn cái link cài đặt wifi ở dưới với tất cả các cái dòng máy inverter lắc power, thì mọi người có thể tham khảo link cài đặt wifi, link lắp máy lắc power phiên bản cao cấp đó. Bạn nào lười cài đặt wifi thì nhắn cho mình tên tài khoản mật khẩu, mình có thể cài đặt trước luôn cho mọi người cái tên wifi về, mình chỉ việc connect với cái wifi nhà mình vào là xong đó. Rồi, video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi cái video của em, và đặc biệt cảm ơn anh Tuấn ở Quảng Trị tin tưởng lấy combo Hyrix Lock Power này. Rồi, em chào anh Tuấn. Rồi, chào tất cả mọi người.